Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ylanka nha. Sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở trong cái phòng ăn đó các bạn, để mình quay cái video cho các bạn xem. Đây là cái khung cảnh ở bên ngoài nè, cái tòa nhà này đang xây nè các bạn, đang xây dở nè. Ở dưới là có một cái sân bóng, ở dưới đó là có một cái sân bóng. Bữa nay mình quay ở một cái vị trí khác, ở phía dưới đó là có một cái sân bóng để cho người ta đá banh đó các bạn. Cái sân bóng đó là để cho người ta đá banh à. Thì mọi người khỏe không mọi người? Thì hiện tại thì mình bên này, tình hình bên này thì vẫn ổn nha mọi người nha. Dịch bệnh này kia thì mình cũng không có đi ra ngoài á. Cái tòa nhà mình có người bị Covid á, nên đâm ra là bọn mình cứ ở trong phòng vậy thôi chứ không có đi ra ngoài, nên mọi thứ vẫn rất là ổn. Rồi ở Việt Nam mình nghe nói dịch cũng nhiều lắm, nên mọi người cẩn thận nha. Dù là ở Việt Nam hay ở bất kỳ một quốc gia nào thì mọi người cũng nên cẩn thận nha. Sáng hôm nay mình mới gội đầu nè các bạn à, mới tắm, mới gội đầu xong nên còn ướt, mặt mày bơ vờ luôn. Mới ngu vậy thì mình tranh thủ lên trên nhà ăn nha. Cái xong rồi mình sẽ ôn bài buổi sáng, thường thì mình sẽ lên đây, chỉ có một mình ên mình thôi, thì mình sẽ ở trên này mình sẽ ôn bài. À, mình lên đây cùng với một con bé bạn mình đó thì nó ở bên phòng kế bên. Hai đứa chia ra hai lãnh thổ khác nhau, hai hai chỗ ngồi khác nhau, mạnh ai nấy ngồi, mạnh ai nấy ngồi làm công việc của mình, mạnh ai nấy ôn bài chứ không có ảnh hưởng nhau nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình quay sơ sơ để cho mọi người biết là ở bên đây như thế nào thôi, chứ thật ra cũng không có gì. Vài hôm nữa mình có vài bạn ở Việt Nam sang đây nè các bạn. Mấy bữa có mấy bạn yêu cầu mình là chị ơi ăn cái món này món nọ đi, nhưng mà thực chất là mình không có bên này, nó bất tiện lắm các bạn, nó không có cái chỗ để ngồi ăn đàng hoàng, để quay video đàng hoàng cho các bạn xem, nên thời gian này thì chắc mình chưa quay được đâu nha. Để qua cái khoảng thời gian này đi rồi mình sẽ sắp xếp, ví dụ như mà tiện thì mình sẽ quay cho các bạn xem, còn không chắc đành phải hẹn mọi người lại đến khi mình về Việt Nam quá. Chứ bên này mình chỉ chia sẻ được những cái thông tin đời sống cá nhân bên này thôi, chứ cũng không có quay được nhiều. Bữa nay không có son môi luôn, nhìn nhạt nhạt hết. Ở bên này á, thực tình là cũng rất là ok, rất là tốt, rất là ổn luôn. Đối với mình thì mình thấy ở bên này công việc nó không có bị áp lực hay này nọ các bạn. Nhiều người thì người ta làm không quen thì người ta sẽ thấy là áp lực rất là nhiều, nhưng mà mình thì chắc cũng một phần do may mắn hay sao á, thì mình qua mình thấy cũng bình thường. Hay là tại vì trước đó ở Việt Nam mình đã làm những cái công việc nó nặng nhọc hơn nhiều, nó áp lực hơn nhiều, nên qua đây mình thấy rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Có bên mình thường hay có thú vui á, hay đùa với nhau kiểu như mọi người nhớ nhà hay là làm không được này nọ, rồi kiểu cũng nản ấy, thì mọi người thường nói với nhau một câu đùa đó là này bạn ơi, nước ngoài không phải là nơi để chúng ta khóc đâu, mà là nơi để chúng ta kiếm tiền. Thì cái câu đó đó các bạn, nó mỗi lần mà trong tụi mình á có ai cũng buồn hay đùa nhau câu đó lắm, giống như kiểu trao cho nhau một cái động lực á. Nước ngoài không phải là nơi để chúng ta khóc, mà là nơi để chúng ta đếm tiền nha các bạn nha. Nên bạn nào mà muốn đi nước ngoài làm mà mới sang hay này kia bỡ ngỡ nhớ nhà hay này nọ gì đó, thì các bạn cứ nhủ với lòng mình một cái câu đó thôi, là các bạn sẽ tự thoải mái tinh thần hơn, không còn bị buồn hay này nọ, hay còn phải suy nghĩ rất là nhiều về gia đình nữa. Cứ tự cổ vũ cho bản thân mình nhiều lên, là mọi thứ mình sẽ đi qua được, mọi thứ cố gắng là sẽ được các bạn. Trời nó không có phụ ai đâu, cứ cố gắng là sẽ được. Nhớ nha, nước ngoài là nơi để chúng ta đếm tiền chứ không phải là nơi để chúng ta khóc nha các bạn nha. Mình đi tới đi lui để coi cái chỗ nào ánh sáng nó sẽ tốt hơn, cái chỗ nào quay nó sẽ đẹp hơn, mình sẽ quay cho các bạn xem. Chứ bữa nay cũng ghê gớm coi, mới tắm xong nên đầu cổ nó còn lù xù bù như nè, còn ướt luôn ấy.
Nhưng mà thôi mình cũng gắng, mình sắp xếp mình quay một cái video để cho mọi người. Năm nay thì không có về ăn Tết cùng gia đình, xuân này con không về, đúng đúng cái bài xuân này con không về luôn rồi đó. Nói chung là qua đây làm á các bạn, đi tùy nha, đi đúng công ty thì nó sẽ thoải mái cho các bạn hơn, còn đi không đúng công ty thì nó cũng hơi vất vả một chút, phải cố gắng phải nỗ lực. Thì cái gì cũng vậy, nó có cái giá của nó hết á, mọi sự nỗ lực và cố gắng của bản thân đều sẽ được đền đáp cho cả quá trình sau này, nên mọi người cố gắng nỗ lực lên, đừng có thấy khó khăn trước mắt mà nản mà bỏ cuộc. Mình cũng vậy, mình qua đây mình cũng tự động viên mình ấy, qua đây mình làm công việc hoàn toàn mới, nó không có giống với những cái công việc trước đây mình làm. Thì mấy ngày đầu qua mình cũng cũng sợ các bạn, cũng chưa có quen đâu, cũng lo lắng này nọ, nhưng mà mình cũng nỗ lực cũng cố gắng ấy. Xong rồi mình tự nhủ với lòng mình là chỉ cần mình cố gắng là mình sẽ có được kết quả tốt. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình thấy nó cũng bình thường, nó không có quá khó với bản thân mình, nó cũng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài công việc để mình làm thôi, nên rất là thoải mái. Ở bên này rất là thoải mái, với lại qua bên này có bạn bè mới này kia, mọi người cũng hợp tính với nhau ấy, sống với nhau rồi tính tình cũng xem với nhau, nên đâm ra cũng rất là thoải mái. Phòng mình thì rất là ngoan, ở phòng có 5 người, ở phòng mình có 5 người, 5 chị em gái, nhưng mà mọi người tính cũng xem với nhau, ai cũng rất là ngoan, không có tụ tập chơi bời hay là làm mấy cái mà nó ngoài phạm vi mà cho phép lắm. Tức là mọi người đi làm về rồi ăn uống xong, có bữa thì mọi người sẽ tụ tập ăn uống với nhau, còn không thì mình nay nấy ăn xong rồi tắm rửa giặt giũ xong rồi lên giường đọc sách hay là làm một cái gì đó mình thích thôi, không ảnh hưởng tới ai hết. Lâu lâu thì tổ chức ăn uống chung nên đâm ra cũng vui. Còn nhiều phòng khác thì người ta sẽ tổ chức tiệc, bữa nay tiệc, mai tiệc, mốt tiệc, bữa kia tiệc, tới tiệc tùng hoài luôn. Nên mình thấy cái số mình may là qua đây mình gặp những người bạn cùng phòng, những người bạn cùng phòng có tính tình xem với mình, tức là giống mình á. Ở quê mình xem là giống á các bạn, xem là giống nha, giống như travel tour trong tiếng Hoa vậy đó, là xem với nhau á, là giống nhau, xấp xỉ nhau, tính tình nó sát sát với nhau á, nó giống nhau á. Tức là họ không có thích kiểu như chào nào á, mấy cái đó tiếng Việt là gì ta, mấy cái mà tụ tập chơi bời rồi ồn ào này nọ không có thích, nên mình cũng vậy, mình thực chất là mình cũng không thích. Nên khi mà mọi người ở chung phòng với nhau, cái tính nó rất là ăn rơ với nhau luôn, hợp với nhau ấy, rất là thoải mái, vui vẻ, hòa đồng. Môi trường làm việc bên này cũng vậy, mọi người hỗ trợ với nhau, trong công việc có khó khăn gì thì cứ hỏi những người đi trước thì người ta sẽ chỉ, nói chung cũng không quá khó. Nhưng mà đôi khi cũng hơi áp lực xíu để cho mình có một cái động lực gì đó nó thúc đẩy tinh thần mình lên, như vậy cũng tốt chứ, cuộc sống mà nó cứ đềm đềm hoài thì nó còn gì là thú vị đâu, đúng không mọi người? Bé kia chắc nó học lúc chỉ rồi, mình đây mình còn quay video cho các bạn, mình quay video cho các bạn một chút xíu nữa, xong rồi mình sẽ học một chút xíu rồi về phòng, thay quần áo nè, sửa soạn tóc tai đầu đồ nè, bắt đầu đi làm, tại vì 10 giờ rưỡi mình mới làm đó, sáng sớm dậy là bọn nguyên bộ đồ ngủ nè, nguyên bộ đồ ngủ luôn, lết lên đang ngồi. Anh đang ngồi ôn bài, ôn một chút xíu khoảng 30 cho đến 60 phút. Rồi xong rồi mình sẽ đi xuống một buổi sáng, bữa ăn tinh thần của mình, tức là mình sẽ nạp thêm kiến thức vào. Mình cái nào mình học được thì mình học, không thì mình cứ ôn lại cái cũ, mình nạp thêm kiến thức vào. Xong rồi mình về, đầu óc tươi tỉnh rồi mình về, mình thay đồ, quần áo, dọn dẹp này nọ xong, gấp chăn ga gói niệm gì đó xong hết, chuẩn bị xong hết cái mình đi làm. Đi làm tối về thì ăn uống, có bữa tụ tập ăn uống chung với mọi người, còn không thì thôi thì mình cứ ăn uống xong rồi tắm rửa giặt giũ xong mình lên mình sẽ đọc sách hay là làm coi học cái gì đó một chút xíu rồi mình đi ngủ. Một ngày bên này rất là đơn giản, nó chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó công việc thôi chứ không có gì nhiều hết. Bữa nay là mặt mộc nè, mọi ngày cũng mặt mộc nhưng mà mình có tô một miếng son vô cho nó tươi tỉnh, bữa nay là mộc hoàn toàn rồi các bạn thấy không, còn thâm còn nó mụn này nè, bên đây nè.
mấy nay nổi mụn ấy. Cái nước bên này nó không được giống như ở Việt Nam, nó hơi phèn á các bạn, phèn nhiều quá, lọc thì lọc nhưng mà phèn còn nhiều quá nên đâm ra da mình bị kích ứng ấy nè, thấy không, nó đỏ nè, nó không hẳn là mụn nhưng mà nó sẽ bị ửng 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 nè, các bạn thấy không? Nó bên đây nè, nó ửng ửng vậy đó. Còn có nhiều người nó sẽ nổi lên luôn, nó nổi một 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 lên luôn, còn mình là nó chỉ ửng ửng vậy thôi, bên này nhưng mà không sao, qua đây ăn uống được, ngủ nghỉ được là được rồi. Nói chung là cũng không có trở ngại gì lớn về tinh thần, còn vật chất thì chưa có, chưa lĩnh lương thì chưa có vật chất. Đi làm thì công việc rất là suôn sẻ, mọi thứ rất là ổn. Đó, bữa nay là cho các bạn thấy một buổi sáng của mình nè. Mình còn hứa với các bạn là mình sẽ quay cái khung cảnh bên ngoài á, nhưng mà hồi nãy mình đi với bạn mình nên mình cũng chưa quay, để buổi sáng đẹp trời nào đó, cái ngày nào mà mình được ốp á, mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Mấy ngày nay đi làm thì cũng sáng dậy tranh thủ chút xíu làm cái này cái kia chút xíu là tới giờ rồi, tập thể dục này nọ nữa là tới giờ đi làm mà không có quay được đâu. Chắc đợi ít hôm nữa mình xin ốp á, cái mình tranh thủ ngày ốp mình sẽ đi quay cái này cái nọ cho các bạn xem nha, cho các bạn biết là cái môi trường ở bên này như thế nào, cái khung cảnh ở bên ngoài á. Bây giờ mình xin kết thúc video nha các bạn. Mình sẽ ôn bài một chút xíu rồi mình lên phòng, về phòng mình chuẩn bị sửa soạn để một tiếng nữa mình đi làm. Tại vì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì chắc cũng 8:35 đó, 8:35 mình ở đây chắc tầm 9:30, 9:30 mình về phòng mình sửa soạn này nọ rồi mình làm tóc cho con bé trong phòng. Mấy ngày qua mình được làm tóc. Hồi đó ở Việt Nam mình không có biết làm những cái đó đâu, nhưng mà qua đây giống kiểu mình cũng cố gắng để biết thêm được cái này cái kia. Mình sáng dậy là mình sẽ kéo tóc cho con bé trong phòng, mình làm tóc, mình uống cái đuôi cúp vô cho nó. Rồi có những cái nào mà mình không biết mình cũng sẽ học thêm những cái mới, nên đâm ra buổi sáng mình sẽ ngoài trang bị chuẩn bị cho bản thân mình xong rồi mình đập tóc cho con bé kia nữa rồi mình mới đi làm, nên mình cũng tranh thủ một chút xíu á. Thì mọi người đầu tuần mình chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nè, đầy năng lượng nè, để một cái tuần mới hoạt động nó đầy hiệu quả, đầy năng suất hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau để hấp dẫn và thú vị hơn nha. Ở những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ về những cái vấn đề khác ở bên này, chứ không có giống như những cái chủ đề trước. Những chủ đề trước thì cái nào mình đã nói qua rồi thì chắc lâu lâu mình chỉ nhắc lại thôi cho những cái bạn nào cần biết thôi. Còn không thì mình sẽ kiếm những cái gì đó mới để cập nhật thường xuyên cho mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau để sẽ hấp dẫn và thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.